Giờ con nhìn thẳng trong camera con chào cô chú coi. Con chào cô chú. Hỏi cô chú hôm nay có khỏe không? Hôm nay có khỏe không? Ừ. Con mới tắm xong. Mới tắm xong với ba đi. À, con tắm với ba hả? Dạ. Nó con tắm với ba. Con tắm với ba. Ừ. Mà nước ở trong cái hồ đó là nóng hay lạnh? Warm. Hả, nóng hay lạnh con? Warm mẹ ơi. Dạ nóng mẹ ơi. Mẹ nóng mẹ ơi. Nước ấm á con ha. Dạ mẹ ơi. Mà hồi nãy con cho cô chú coi nãy con té đâu? Té đây. Té đây mày gỡ ra tay cho cô chú coi té nha. Này. Đâu rồi, đây nè, té ngay chỗ này nè, đúng không? Con cho thoát ra. Mẹ đâu có đụng đâu, mày đưa cho cô. Mẹ. Cô nói mẹ ơi đừng đụng. Đừng đụng. Đừng đụng, đó, té đó tay cho cô chú đây nè. À, kéo tay áo xuống. À xô rồi, bây giờ kéo tay áo xuống. Mà bây giờ nói cho cô chú nghe lý do tại sao mà bị té. Cô mẹ ơi. Kể mẹ nghe, kể cho cô chú nghe lý do tại sao con té. Con muốn em làm sao? Em xin làm sao vậy? Đâu phải, cái đó đâu phải là lý do nãy mà con té. Lý do tại sao con té? Because mẹ ơi. Sao con? I just silly knees. Ồ, con silly hả? Yeah. Con silly là con silly nên con té phải không? Yeah, mẹ ơi. Nhưng mà nếu mà con nghe lời mẹ là con đâu có té đâu đúng không? Yeah. Hả mama? Mama đâu mà con kể cho con chỉ kể cho cô chú nghe coi chừng nào con nói cho cô chú nghe coi chừng nào con mới đi về Việt Nam. Chừng nào con mới đi về Việt Nam? Hả? Con có muốn đi Việt Nam không? Muốn đi Việt Nam không? Rồi cái mặt tắm xong những cái mặt ra. Mom, can you see this mommy? It's long for it and long jacket. Thôi bớt nói tiếng bớt Vietnamese. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi nhìn nè. Con nhìn nè. Cái đó là cái gì á? Cái pin sạc. Ồ, cái này là cái sạc điện thoại phải không? Dạ. Yeah. Rồi con kể cho cô chú nghe một ngày hôm nay của mình như thế nào. Một ngày hôm nay của hai mẹ con mình như thế nào? Hồi sáng này mẹ chở con đi đâu? Được, được. Nhưng mà con nói kể cho cô chú nghe hồi sáng này hai mẹ con mình đi đâu? Bậy à, hai mẹ con mình đi đâu trước? Mẹ chở con đi đâu trước? Đi đâu? Đi đâu? Đi đây nè, đi đây, đi đâu? Can we go to Target, Mom? Gì đi Target làm chi nữa? Can we go to Target, Mom? Nhưng mà không, hồi sáng này mẹ chở con đi đâu? Đi bơ, đi đâu? To bathroom. Đi bơi. Đi bơi. Đúng rồi. Mà bây giờ nè, nếu mà con muốn ăn cái kẹo M&M á, con phải nói cho cô, con phải đọc cái bảng chữ cái ABC cho cô chú nghe. ABC D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Now. I want you sing to me. Rồi, bây giờ đếm từ 1 tới 10 cho cô chú nghe. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10. Trời ơi. Wow, that's such a good job. Yeah, chơi so giỏi chưa? Bây giờ nói cho cô chú nghe mẹ tên gì? Can I have the same? Okay, you will, but mẹ tên gì? Mẹ tên Chocolate. Trời ơi, mẹ tên Chocolate hả? Yep. Mẹ vậy mẹ ngọt như kẹo chocolate phải không? Yeah. Mà mẹ tên gì nói thẳng. You want to eat the chocolate. Nhưng mà mẹ tên gì? You want to eat chocolate. Vietnamese only. Em làm cái mặt hư hư cho cô chú coi coi. Nhưng mà mẹ tên gì? Mẹ tên Bùi. Nói bậy nha. Mẹ tên gì? Mẹ tên bổ gì? Mommy, don't take it. Mẹ tên gì? Bổ gì? Mẹ tên bổ gì? Bathroom. Thôi khỏi ăn kẹo. Mẹ mommy. Bổ gì? Bổ ngạc. Bổ ngạc, ba tên gì? Ba tên Queen. Đúng rồi, bà ngoại tên gì? Bà ngoại tên I can't remember his name. You forgot her name? Yeah. Bảy. Ông ngoại tên gì? Ông ngoại tên Bảy. No, ông ngoại tên Cật. Ông Lũ. Ông ngoại tên Lũ hả? Dạ. Ông ngoại tên Công. Ông. Công. Công. Rồi bà ngoại tên gì? Đâu bà ngoại tên gì? Bà ngoại tên ông. Bảy à? Bờ. Bờ. À, bờ bờ. Bảy. Bảy, đúng rồi. Bảy. Còn mẹ ta là, còn chay là tên gì? Tên gì? Chay bao nhiêu tuổi rồi? Chay nói cô chú nghe, cô chay bao nhiêu tuổi rồi? Chén. Chay bao nhiêu?
Chê bao nhiêu tuổi? Chú Huynh Chê. Ủa, chú Huynh Huynh luôn hả? Dạ. Nó dạ con. Dạ con. Mấy tuổi? Đếm mẹ đếm đếm coi. Hai chú phía phút. Mấy tuổi? Huynh Chê đi coi. Đàng hoàng đi con mấy tuổi con nói đàng hoàng cho cô chú nghe. Con dạ con 3 tuổi. Dạ con 3 tuổi. Nghề nghiệp là gì? Con làm nghề gì á? À, cái raccoon. Con làm nghề gì? Con nghề bơi kì. Rồi con có phải làm con có phải là YouTuber không? Dạ không. Chứ con là gì? Con là Rudy. Con là chị cây hôi rình phải không? Dạ không. Chứ là gì? Con chị hết. I don't like chocolate. It's not the chocolate. You don't like chị cây hôi rình? Dạ. Trời ơi trời. Trời ơi trời, nó dám nói vậy luôn trời ơi. Mà con nói mẹ ơi, mẹ đừng có chọc con nữa. Con không có thích như vậy. Mẹ đừng có kêu con chơi cây hôi rình. Hả? Không, con đừng có, không có được dùng cái chữ right now. Con muốn xin mẹ, con năn nỉ mẹ sao, con nói mẹ nghe coi. Con muốn ăn gì? Con muốn ăn kẹo. Ăn kẹo phải không? Mà con muốn mấy, con muốn mấy cục? Bốn. Con muốn mấy cục, con nói cho mẹ nghe coi, con đếm ra, con muốn mấy cục mẹ cho y chang. Con muốn này. Muốn hết luôn không? Dạ, mẹ muốn. Mẹ muốn xin mấy cục biscuit, mẹ. Nói Vietnamese. Mẹ con muốn, mẹ ơi. Mà con muốn bao nhiêu cục? Hay là muốn hết luôn? 4 seconds. Mấy cục đếm coi. 1 2 Mấy cục? 1 2 3 4 6 7 Ba bây giờ 10. Rồi gì nữa? 11. Tiếp theo 10. 10 2. Đúng rồi, 10. 10 3 10. 10 6. 16 luôn hả? Dạ bùi đi. Cái gì ghê. Thôi bây giờ mình chào cô chú đi rồi. Bây giờ mẹ cho ăn kẹo. Ok. Rồi nhà con khoanh tay lại. Con chào tạm biệt cô chú ông bà. Con chào bác chú ông bà. Chúc cô chú ông bà có một ngày vui vẻ. Anh ơi chứ là ơn cho vui vẻ. Nói lại. Chúc cô chú ông bà. Ông bà. Chúc khỏe. Đang ghi ghê. À chúc ông bà sức khỏe đến ghi ghê hả? Dạ anh ơi. Rồi. Rồi kêu cô chú ông bà bấm nút gì? Bấm nút subscriber and down there and down here. Oh, bấm nút subscriber down there rồi down here nữa hả? Yeah. Ủa down here có gì trển? Here có gì trển đâu? Bấm nút subscribe dưới đây thôi, còn bấm nút gì nữa không? Nút gì? Subscriber. Nút like. Nút like cho video của Jay Sky Hoi Rinh. Yeah. Bye bye. Mì gió cái coi. Nó con yêu cô chú ông bà. Cô chú ông bà. Nhiều. Nhiều gì? Nhiều so much. Nhiều so much luôn hả? Dạ. Thôi bây giờ cho ăn kẹo nha. Dạ. Cho. Nghiền dữ lắm rồi cô chú ơi. No, but I don't want to open it. I don't like slime. I like slime. Just like this black one. This black one. I know. I know what it is. Look, I show you. Oh wow! It's a buddy brush. Yeah. Do you like that, or do you like the bus that goes? Bzzz? Can you see that? Thank you. Here, hold on. Slime. Roll up your sleeves. The slime is going to ruin everything it touches. Daddy. Mm-hmm. You already got slime on your shirt, so it's already ruined. Ah. No more. Daddy, no more. You can't play with all the slime. JD? No. Sometimes you have to learn to be okay with not getting what you want. I want to lose my own one, Daddy. All right, I put out a little bit of slime. Look, see the lines, the three lines. We're gonna save it for tomorrow. Yeah, we gotta. Each time is. I want it, Daddy. Each time is a time to play with slime. So we went to the first line. You see that? Yeah. You see that?
We're at the first. So tomorrow we're gonna play with the second line. I don't want to play with you, Dad. She doesn't want to play with me. Because I don't let you have exactly what you want, how you want it, when you want it, why you want it. Honey, you gotta understand that you don't make all the rules. You're a little 3-year-old. No, Mommy, I don't play you. You want me to go away? Yeah, con cậu cứu mẹ hả? You want Daddy to go away? Yeah. Okay, I'm sorry. Can you open it, Mommy? Here. Ba không cho mở thì sao mẹ dám mở? Nếu mẹ mở, mẹ mở chắc tay nó vui mẹ. Mà ba không cho mở sao mẹ dám mở? Can you open it, Mom? Mà bây giờ con nói mẹ đây, mẹ con mở đây, mẹ mở đây làm cái gì? Mẹ mở cho con. Ôi gì vậy? Thấy chưa, con làm dính tóc rồi, thấy chưa? Mẹ just okay. Sao ok? Oh, this is my mouth too. It's your mouth. Sao mà it's okay? It's okay. Can you open this, Mom? Nói tiếng Việt coi. Can we open Mommy's it? Vietnamese. Vietnamese. Can you open a slime on? Mở gì? Mở slime on. Nhưng mà ba không cho lấy gì mẹ mở. Mẹ mở mẹ ơi. Không, mẹ là mẹ nghĩ là cái ý kiến của ba là một cái ý kiến hay đó, là mình chơi với mỗi thứ một cái. Bây giờ cái này nó có 4 tầng thì con chơi được có 3 tầng thì con chơi được 3 ngày. Không mẹ ơi. Con muốn mẹ ơi. Mẹ biết con rất là muốn. Mẹ mở mẹ ơi. Mẹ biết con rất là muốn nhưng mà cái trên tay của con chơi đủ rồi kìa. Honey, you have to listen to your parents. No. Đó, thấy chưa? Bây giờ con muốn úp mặt vô tường không? Hả? Bây giờ con muốn úp mặt vô tường không hay là chơi slam? Con có muốn mẹ tiếp tục mua đồ chơi cho con không? Yeah. Nên là mẹ với ba nói gì là phải nghe cái đó nha chưa? Ok. Giờ không có đòi. Ngày mai mẹ hứa sáng mai ngủ dậy mẹ sẽ mở cho con một cái tầng slam nữa, ok? Ok. Rồi, vậy thôi, xong hết con ha. Giỏi lắm á. Con gái của cô chú giỏi lắm á nghe cô chú nghe. Nó hư, nó bài hư hết nhà luôn á nha cô chú nghe. Giỏi lắm. Giỏi bài á cô chú. Cái máy dễ thương ghê. Mà con nói với cô chú là con thương mẹ. Con thương mẹ làm sao? Ủa mẹ mới nói làm sao? Mẹ ơi con muốn. Không có muốn. Con muốn. Mẹ không có muốn con. Con muốn cái này. Rồi mẹ đưa cho con thôi nha, chứ không có mở ra nha. Con muốn mở mẹ ơi. Bố mẹ đã nói với con là ngày mai mẹ mới mở mà. Đúng rồi, ok mẹ ơi. Mẹ đã nói rồi ngày mai mẹ mới mở. Nên là giờ đừng có đòi hỏi, chơi chút xíu vậy thôi là đủ rồi nha. Dạ mẹ. Con muốn nữa. Muốn gì? Muốn úp mặt vô tường phải không? Muốn không? Bây giờ muốn chơi trong bình yên là muốn úp mặt vô tường. Chơi. Chơi ha. Yeah. Rồi chơi bình yên đi. Sticky, slimy, sticky. Bình yên một thoa lên ngôi. Bình yên bờ bên du em. Slimy, slimy. Yêu nhau từ lúc đang sơ hồn nhiên. Chơi vơi cho đến khi bắt đầu phải giấu.